Huyện Đại Lộc là vùng hạ du chịu ảnh hưởng xả lũ của hồ thủy điện Đắc Mi 4, sông Bung 4. Hiện tại mực nước trên sông Vu Gia ở thị trấn Ái Nghĩa là 9,5m, trên báo động 3 là 0,5m. 60% khu dân cư trên địa bàn huyện đã bị ngập trong nước lũ, vị trí ngập sâu nhất là 1m. Nếu mực nước trên sông Vu Gia ở thị trấn Ái Nghĩa trên báo động 3 là 1m, huyện sẽ chỉ đạo các xã tiến hành sơ tán dân tại chỗ. Mưa lớn cũng làm các hồ chứa nước lớn tại thành phố Tam Kỳ nhanh chóng bị đầy. Một số tuyến đường của thành phố như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị ngập cục bộ. Hiện lực lượng công nhân đang khẩn trương dựng lại nhiều cây xanh bị ngã đổ do gió lớn quật ngã để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ đêm ngày 4 tháng 11 và sáng ngày 5 tháng 11, đơn vị đã yêu cầu 3 nhà máy thủy điện gồm sông Chanh 2, sông Bung 4 và Đắc Mi 4 vận hành giảm lũ cho vùng hạ du.